Chẳng khắp sĩ quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch ngài Trí Đức, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kính kính thỉnh ngài thay mặt chư tăng để truyền của chúng con ạ. À, Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mài Dạ, Nam mô Sằng Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiện đức tăng trong những nick name chúng tôi chư tăng chư tâm quy a mi con đem lên lòng kính xin quy Phật mong sa nâng gai chư ha mi con đem lên lòng thành kính xin quy pháp sằng căng sa nâng gai chư ha mi con đem lên kính xin quy tăng du ti yam vi bút đăng sa nâng gai chư ha mi con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì Đô ti âm bị đắc mong sợ nó cả chết hò mi con em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì Đô ti âm bị sân căng sợ nó cả chết hò mi con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì Tạ ti âm bị bồ đắc sợ nó cả chết hò mi con em lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba Tạ Tỳ yam bi đắc mong sở năng chư hà mi con em lên lòng xin quy pháp lần thứ ba Tạ Tỳ yam bi sanh các sở năng ca chư hà mi con em lên lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Bụt thằng sa ra năng gắt chà mi măng sa ra chà mi sanh khẳng sa ra năng gắt chà mi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đút tí dầm bí bút thằng sá ra năng gách trà mi đút tí dầm bí thầm mần sá ra năng gách trà mi đút tí dầm bí sẵn khẳng sá ra năng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì tạ ti dầm bi bút thần sa ra nằng gách trà mi tạ ti dầm bi thầm mần sa ra nằng gách trà mi tạ ti dầm bi sằng khẳng sa ra nằng gách trà mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Thì sa ra nắp cái hạt năng phát vị phôn năng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu à, ma phần tê chúng con xin vâng ba na ti ba ta về ra mặt đi sẽ khó bất năng tham mát giá mi còn xem bao nhiêu điều học là vì tránh xa sự sát sanh à đinh na đa na về là mạnh đi sẽ khó bất năng tham ma giá còn xem bao nhiêu điều học là vì tránh xa sự trộm cắp cả mê sụp mi cha cha ra về là mạnh đi sẽ khó bất năng tham ma giá mi còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mục sa qua đa về là mạnh đi sẽ khó bất năng sa ma đi dạ mi còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối sura mê ra yama cha pa ma đa tha na về là mạnh đi sẽ khó bất năng sa ma đi dạ mi
Con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dễ dung rơi và các chấp sai. Panati bata Vairamani Sikkhapadang Sammadiyami. Con vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sắc sanh. Adinna dana Vairamani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumiccha chara Vairamani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Musawada Vairamani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Surame rayamacham pamadatthana Vairamani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất sai. Imani ban jasika badani satukang katuang bamadena nityakalang samarakhitapang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng mà giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phần tê và chúng sinh vân. Sì lê na su ca tinh doan, sì lê na phu ca sâm bạc đa, sì lê na ni phu tinh doan, tì ta sâm mai, sì lăng quỷ số thác dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ dị giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lòng nhân. Sa thụ sa thụ sa thụ. Ua ta măng ghê na quan đế hăng ba đà băng sung qua rua ta măng bùa thê vô khả lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ, những lỗi lầm vô ý gây nên, cúi xin quay Phật vô biên, cho con sám tội tiền khiên từ rài. Ua ta măng ghê na quan đế hăng thầm manh chả đu vi thắng qua răng thầm mê vô khả tô đô sô thầm mô khả ma tu tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ, những lỗi lầm vô ý khởi sanh, cúi xin pháp học pháp hành cho con sám tội tâm thành từ đây. Ua ta măng ghê na quan đế hăng sang khanh chả đu vi thố ta măng sang khê vô khả lý tô đô sô sang khô khả ma tu tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, cúi xin chư thánh phàm tăng cho con sám tội ăn năn từ rài. Và con xin kính thỉnh ngài Trí Đức lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Ya ni tha phu ta ni samayata ni phu ma ni wa ya ni wa antalikhe tathayatang deva manusapu jitang buddhang Namasavat Thiệu Tôn Phạm. Ở qua đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa hư không, hãy đến lễ Đức Phật thị hiện độ chúng sinh, được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường, mong khối hạnh lành này mọi loài được hạnh phúc. Ya ni tha phu ta ni samagata ni pumma ni wa ya ni wa antalike tất cả các tác phẩm đồ sơ phù chí tăng thầm mang mạng sa ma su vật thì ô tôn phàm. Ở cõi đời này có chư thiên tụ hội, hoặc ngay trên địa cầu, hoặc chính giữa, hay đến lễ chánh pháp,
đạo chướng mê khai ngộ, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Ya ni tha phu ta ni sama ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tang de wa ma no sa phu chi tang san khang nam ma sa ma su wa thi ho tu phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chúng tăng tiếp Phật độ sinh, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Phật và tu sắp và mang ga lăng rắc hành tu sắp và đế và ta sắp và bụt đá hai nụ hoa quê nà sà đà sô thị phố văn tu tê. Phật và tu sắp và mang ga lăng rắc hành tu sắp và đế và ta sắp và thăm mai nụ hoa quê nà sà đà sô thị phố văn tu tê. Phật và tu sắp mang ga lăng rắc hành tu sắp và đế và ta sắp và sang ca hàn nụ phà quê nà sa đa sô tế hi Phật văn tu tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hủy đến người. Do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái chư tăng, sự thành lợi thường thường đến người. Xà thú xà thú xà thú, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Trí Thức đã truyền đi vào ngũ giới cũng như chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ngày hôm nay ạ. Dạng kinh chi cu sa la cam măng cam tam băng kỳ ri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tăng ca tăng ye san ta san ni no an thi ye cha san ta san ni no ga tăng buôn nhà pha lăng mây hăng sam bê pha ghi pha quanh tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng định năng puân nhập pha lăng ma ya ye cha tan na cha nan tỳ đề hoa gánh toa ni quê đa dung sam bê lô cam hi ye sam ta chi quan ta ha ra he tu ca ma nuôn nhang phô cha năng sam bê la phan tu ma ma che ta sa thi karani yaman ta sa lê na yan tăng san tăng bát đăng a phi sa manh cha sam cô su chu cha su wa chu cha sa mu du an ti ma ni san tu sa cô cha su pha ro cha am ba kính chô cha san la hu ca vu ti san tinh tri vô cha ni po cha am ba gam pho cu lê su an nu kính thô na cha khuất đăng sam ma cha re kinh chi ye na vinh nhu pa re u pa wa de dung su khi no wa khe mi no hon tu sam be san ta pa văn tu su khi tan ta ye ke chi ba na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa na wa se sa di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ra sa ka nu ka tu la đến tha wa ye wa an đến tha ye cha du re wa san ti a vi du re phụ ta wa sam pha quê si wa sam bê san ta pha quán tu su khi tan ta na ba rô ba răng ni cầm bê tha na ti man nhê tha cánh tha chi năng kinh chi pya rô san na pa ti kha san nha nan nhà man nhá sa đúng kha minh chê ya ma ta ya tha ni văn púa tăng a du sa e ka púa ta ma nu rắn khi ê sắm bà phú tê su ma na sam pha qua dễ a pa đi năng mẹ tần cha sắm bà lô cá minh ma na sam pha qua dễ a pa đi ma năng ủa thằng a thô cha ti ri dành cha sắm bà đăng a quê răng a sa mắt thằng
tinh thanh cha răng ni sinh nô qua sa ya nô qua ya qua ta sa vi ga ta minh thô ê tăng sa tinh na thính thầy ya pram ma mê tăng vi ha răng ni tham ma ô đinh thinh cha nô ba gam ma si la qua đá sa nê na sam pan nô ca mê su vi nê ya ghê thăng na hi cha tu gam pa se yang bu na rê Sang sa re sang sa ran ta nang sam ba dung ka vi na sa ne san ta tham me cha bon chang ge ma ra se nam ban di no bu chi toa ye bi me san ta ti pha qua mu ta của ta ma a cha tinh a cha ra pya tinh a mat nim pha yang ga ta e wa ma di gu nu be tang a ne ka gu na sang ga hang o sa thanh chai mang man tang bo cham gan pha na ma he go sati sang kha to tham ma nang vi cha yo tat tha vi ri yang bi ti ban san ti bon chang ga cha tat tha ba re sam ma tu pang kha bon chang ga san te te sam ba da si na mu ni na sam ma dang kha ta pha vi ta ba hu li ka ta sang quan tan ti a sinh nha và niệm ba na và cha bố thì gia ê tê na san cha quan chê na son thì tê hô tu sam ba da ê ca min sa ma ye na thô mong gan la nan cha ca sa băng ta nê dung khi tê đi xoa bỏ chẳng ghê san ta đê sa di tê chắc tăng a phi na toa ro ga mum chin so tăng khan e te na san cha wan che na so thi te ho tu sam ba da e ka da tham ma ra cha bi ge lan ye na phi bi li to chuon dan the re na tan ye wa pha ma ba toa na sa ra da rang sam mo din toa na cha ba tha tâm ha vua tha si tha na so em cha văn chê na xoán thị tế hồ tu sa đa ba hi na tê cha a ba tha tình năng nam bi ma hê si năng ma ga ha ta kỳ lê sa qua băn ta tê tê na sanh cha văn chê na xoán thị tê hô tu sâm bà đa. Nắc mô bút thà giá, mà giá, nắc mô sanh khà giá. Và một lần nữa con xin kính thỉnh lễ Ngài Cả Trí Đức. Và một lần nữa xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và thời gian cũng vừa phải lẽ. Con xin kính thỉnh Ngài cầm mít tạ. Con xin kính dâng mít lại cho Ngài Cả. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Mình chào Sik Nguyên Như, Sik Meta, Sik Kim, Sik Tiền Man, Sik Thị Lâm, Sik Thị Nam và Đạo Thái Lũ Tận. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 256. Phật ngôn này nhờ Sik Kim Quan Hỷ ha đưa lên câu Phật ngôn 256. Hôm nay Sik Nhật Quỳnh ha, rồi Sik Như Quang không có trong đạo tràng. Sik Kim Quan Hỷ ha. Alo, Sik Kim nghe rõ không? Câu Phật ngôn 6 à, có ngay ha, có ngay gì? Mới thấy hai chữ có ngay chứ câu Phật ngôn 256 chưa có ngay ha. Rồi trong thời gian chờ Sik Kim xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratanatayasa Vandami
Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Puttamo Sambhagaro Hichetako Lo Kassasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Giác Cần. Khi lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức cao sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ để Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát. Con xin lên lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cùng tham mô bất đi bồ giác tá sa sa thu nô lô ca nó mạnh thá sa quy nà ca rô cổ sa pa nhu bố thóc bất đi bồ tí sân nhá tô quan đà ma hân tàng ná ra tù cha này giác cầm pháp bảo với nhớ ánh vàng như là xoay sáng vẹt màng vô minh phát tăng làm đặc chúng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Phật quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô với số thô su ca ta sát sa quá cô sát tha su ca mô quá ra thầm ma sát kha cô niên đà bát sang sa đi a na đa rô quá rô văn đà hành tăng nó ra cha này gia cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp, phàm nhân ai bì. Con xin lãnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tận át tế gia tê chê nát sức khá. Mê ê à nút qua quê nát sá hát chê nát sức chạch tú. Cầu xin tâm bảo uy linh, con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Tha Dạ. Phần tưởng ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ quý vị hoan hỷ chờ Sư Kim đưa lên bài học. Alo, chị nhỏ xíu tiếng Việt. Hai trăm năm sáu. Quý vị có thấy cha chiếc kim đưa lên không ạ? Chỉ rất là nhỏ, chúng tôi copy đưa lên ha. Tề na hồ ti thầm mắt thồ. Câu người đâu phải pháp trụ. Rồi. Bây giờ có chúng ta giải quyết vậy ha. Quý vị ha. Câu đầu tiên na tề na hồ ti thầm mắt thồ. Trong cái phẩm chánh hạnh, chánh hạnh tức là thâm thâm mật ha, thâm mật tha ra quốc gia mật tha ra phẩm chánh hạnh. Và cái câu Phật ngôn 216 là cái câu đầu tiên trong cái phẩm này. Na tề hồ ti thâm mật thô. Na tề thâm mật thô. Câu đầu tiên này chữ na có ý nghĩa là nhận, có nghĩa là không. Na có nghĩa là không. Tê na do đại từ trung tính đó là chữ tá, nhưng mà đại từ tá này được chia trong sử dụng cách tức là cách chia thứ ba ta tỷ gia vị pháp tí e câu quá trình á, trên nên chữ tá biến thành tên. Tên á có nghĩa là bằng cách ấy, lý do việc ấy. Tên á bởi do việc ấy. Rồi chữ hô tí, hô tí đây là một động từ giống như động từ to be, thì là bị, được, ở vân vân.
tùy theo hoàn cảnh mà cái động từ này nó sẽ thích nghi. Rồi thammattho ở đây chúng ta thấy cái thamma cộng với attho, chỉ thamma cộng với attho hay là chỉ thamma cộng với cái động từ tha vật tí, tha tí có nghĩa là động từ đứng. Chỉ thamma thì quý vị biết rằng nó là một danh từ nam tính, akaranta puringa. Thamma có nghĩa là pháp, là chân lý, là sự thật. Pháp, chân lý, sự chỉ attha. Attha là lợi ích, hoặc là ở đây cũng có cái ý nghĩa là an trú, hoặc là trang nghiêm, hoặc là nếu động từ thì nó là đứng. Động từ của nó là chỉ tha cân ngữ. Thì ở đây đứng tức là trụ, thì người ta gọi là chỉ ta thâm mắt thô là pháp trụ ha. Thâm mắt thô là pháp trụ, hoặc là người nắm vững pháp, người an trú pháp. Người an trú pháp thì được gọi là thâm mắt thô ha. Rồi cái câu 2, ye nắp thần sa sa na ye, ye nắp thần sa sa ye. Câu số 2 chúng ta thấy có 3 từ, ye nắp là 1, sa sa là 2, nắp dê là 3. Chúng ta đưa lên để cho quý vị thấy câu số 2 ha. Dê nắp thân sa hạ sa nắp dê. Nắp thân do hai từ cộng lại, dê ná và á thân. Chữ dê ná do cái đại từ giá, đây là một đại từ quan hệ ha, nhưng mà nó trong cái dạng trung tính. Chữ giá này được chia theo sử dụng cách số ít. Ta thì giá vừa phát tí e câu quá trình á, trên chữ giá biến thành dê ná. Dê ná có ý nghĩa là bằng việc này, bằng việc này. Rồi nó cộng thêm chữ ác thân ở phía sau, chữ ác thân. Á thân do từ á tha. Á tha cũng là một danh từ nam tính, á kran tha phung linh ga. Nhưng mà chữ á tha này được chia theo đối cách số ít, tức nghĩa là chú tỷ gia vừa phát tỷ e có quá trình á. Cho nên á tha biến thành á thân. Á thân có nghĩa là đúng, ý nghĩa, công bằng. Đúng, ý nghĩa, công bằng. Vậy thì về nắp thân hả, về nắp thân bằng việc này có ý nghĩa, hoặc là bằng việc này bằng Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3, vô giá thần an nắp thần thành thần chá, chữ chá mà sao là chữ thân rồi chữ c chữ s ha. Chữ kê mời, chữ kê mời chỗ này sao kỳ cục vậy. Vô chá thần an ấp thành chá. Quý vị hoan nghỉ chờ chút, sửa lại chỗ này. Chứ chữ chá này mà viết cái kiểu này thì coi như là đọc theo cái kiểu gì á, không phải là kiểu Bali ha. Vô a thần rồi quên lại ha, vô a nát thanh
số 3. Trời ơi, vô đây mà còn đánh nữa hả? Hay thiệt nha. Vô đây học chứ đâu phải vô đây mà coi như sử dụng chân chiến tranh bằng 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 thân khẩu. À, vô đây còn đánh lộn nữa. Rồi bây giờ quý vị quan hệ ha, câu số 3, vô ác thân ác thân giả. À, chỉ vô, chỉ vô có nghĩa là người nào hoặc là vị nào. À, vô đó là một đại từ. Ô, cảm ơn đạo hữu tâm hạnh quan hệ qua quý vị coi như thế này đúng là pháp trục. Chắc là quý vị đã thích nghi với hoàn cảnh an trú trong cái chuyện nó xảy ra đúng lúc đúng. Đi vô là người nào cha và áp thân. Áp thân do cái từ áp tha. Áp tha nó là một danh từ nam tính ha. Ở đây chữ áp tha này được chia theo đối cách số ít đô tỷ gia vừa phát tí e câu quá trình á. Trên này áp tha biến thành áp thân. Áp thân có nghĩa là công bằng hoặc là ý nghĩa hoặc là có nơi dịch là lợi ích ha. Rồi cái từ anathanja. Anathan có chữ a thì a phía trước có nghĩa là không. À, có chữ an ở phía trước có nghĩa là không. Rồi athanja tức là áp thân cộng với giá và nó biến thành áp thân giá. Thì đây con là và ha, cũng giống như cái chữ áp thân nhưng mà có chữ á có nghe là không, có chữ á có nghe là không. Vậy thì không ý nghĩa, không công bằng, không đúng. Và không ý nghĩa, không bằng và không đúng. À, đó là câu số 3. À, câu số 3 này Ngài Hòa Thượng Minh Châu như thế nào? À, câu số 3. À, cái này Phật trí cầm không? Cả hai chánh và tà. À, chánh và tà. À, cái này phải qua câu số 4. À, cho nên nó của câu 1 thì không có ý nghĩa. À, quý vị thấy nghe nó lộn xộn lắm. Thường thường hai câu đi chung với nhau thì nó tạo ra một cái ý nghĩa xúc tích. Còn mà nếu mà từng câu 1 thì nghe nó kỳ lắm. Thế bây giờ chúng ta qua câu số 4 luôn. Upo nicchay yabandito. Upo nicchay yabandito. Upo nicchay yabandito. Câu số 4 chúng ta thấy có 3 từ ha. Upo là 1, nicchay ya là 2, bandito là 3. Thì cái chữ upo, quá cho kỳ cục nha. À, trang trải tùm lum ha. À, quý vị thấy tùm lum ha. Câu số 2 cũng chưa xong mà chạy qua câu số 3 rồi câu số 4. Về nắp thằng sáng hết xa nó về chưa có giải thích. À, chị về nắp thằng tức là chi dê ná cộng với áp thân. Rồi sa ha sa là hấp, sa ha sa là suy xét, à, là hấp tấp bội vàng. Rồi chữ ná dê, ná dê có nghĩa là phân xử, là kết luận, phân xử kết luận.
quý vị thông cảm anh cho số làm rối ít ha. Không biết có cái gì không? Làm sao bây giờ trở lại câu số 2 hả, cho nó rõ ràng chút ha. Bên cha chung vừa đến với pháp hội chỉ dê nó thân, tức là chỉ dê nó cộng với ấp thân, dê nó cộng với ấp thân ha. Dê nó thì quý vị biết rằng bằng việc này ấp thân là có ý nghĩa là công bằng. Rồi chữ sahasa, sahasa là không suy xét, có nghĩa là vội vàng. Rồi chữ na dê là phân xử hay là kết luận, phân xử hay là kết luận. Trong có âm thanh, quý vị có nghe rõ không? Đạo hữu ẩn danh trên trời nó không có nghe gì hết. Quý vị nghe rõ ha. Rồi đạo hữu ẩn danh trên trời quan hỷ ra ngoài rồi vô lại, chắc rằng anh sẽ tốt. Sĩ duyên này, sĩ kim, sĩ tầm an cũng rõ. Đạo hữu này thấy chỗ sao mà ẩn danh trên trời dữ quá. Xuống dưới đất, xuống dưới đất thì nghe rõ, ở trên trời thì người có trên cũng khó nghe lắm ha. Đạo hữu xuống dưới đất đi chắc nghe rõ, còn ấn danh trên trời thì chắc chắn rằng cao quá. Cõi sắc giới hay là cõi vô sắc làm sao mà nghe được. Đạo hữu ấn danh trời hoan hỷ ra ngoài rồi vô lại, rồi bỏ chạy. Rồi bây giờ câu số 3 ha. Vô chứ áp thần anh áp thần cha, thì chỉ vô là người nào ha. Dạ, và áp thân là ý nghĩa hay là công bằng. Rồi áp thân là không có ý nghĩa, không có công bằng ha. Không có ý nghĩa, không có công bằng. Thì như vậy ở đây có nghĩa là vô áp thân vị nào công bằng và không công bằng tức là chỉ công bằng ở đây có nghĩa là chánh, và không công bằng là tà. Nhưng mà câu cuối cùng nó mới giải quyết được vấn đề. Đạo hữu ẩn danh trên trời còn nghe rõ không? Có nghe rõ không? Alo. Bây giờ đạo hữu đang ở trên trời hay ở dưới đất? Nếu ở dưới đất thì chắc nghe rõ, còn ở trên trời thì chắc cao quá. Không biết có trời nào. Alo, đạo hữu nghe rõ không ạ? Rồi bây giờ chúng ta đến số 3 ha. U phô ni chay ya ban bồ, u phô ni chay ya ban di tô. Chữ u phô do cái từ u phá, u phá là một tính từ nam tính ha. Chữ u phá này, chữ u phô này là cả hai. Cả hai ở đây tức là áp thân và anát thân, tức là đúng và sai, tốt và xấu, công bằng hay không công bằng. Thì nói chữ UFO này nó đại diện cho chữ áp thân hoặc là anát thân. Rồi chinichaya, đây là một cái động từ số ít, động từ số ít nói lên cái ý nghĩa là có thể xác định, có thể suy xét, có thể phân tích. Nichaya có thể xác định, có thể suy xét, có thể phân tích. Vì ở đây chữ này có căn ngữ là căn ngữ trí. Căn ngữ này có ý nghĩa là sưu tập, nghiên cứu, sưu tập, nghiên cứu, phân tích, suy xét, vân vân. Thì chữ nichaya là có thể xác định, có thể suy xét, có thể phân tích, và tức là cái động từ này ám chỉ cho cái từ cuối cùng, bandito. Bandito qua chữ
banh đi tô chứ không phải banh đú hả? Mạnh ơi, chữ banh đú, banh đi tô có nghĩa là thiện trí thức. Quá wow, như vậy là chúng tôi viết sai ta. Ô, cái này là do Sĩ Kim á. Sĩ Kim đưa bài vở lên cho có cái trang à. Sai mấy chữ nghe, Sĩ Kim ơi. Sai mấy chữ nghe. Chữ banh lý tô. Chữ banh lý tô làm viết ra là banh đú tô làm cho Sĩ đạo hữu tâm hạnh coi như cũng bất chước theo. Chất quốc luôn, trời ơi, khổ đế ơi là khổ đế. À, chiếc kim này lâu lâu tham gia chiến đấu mà chiến đấu kiểu này là dễ bị lạc đàn quá, dâm nguyễn tùm lum hết chân nè. Hồi nãy giờ hai chữ rồi nghe, hai chữ rồi. Rồi bây giờ quý vị hoan hỷ ha. Upanishaya bandito. Bandito có nghĩa là thiện trí thức à. Mà thiện trí thức ở đây cái từ này có nghĩa là người rõ được cái sự lợi ích trong hiện tại, biết được sự lợi ích trong tương lai và biết được sự lợi ích cao quý nhất à, đó là sự giải thoát. Thì lợi ích trong hiện tại là cái gì? À, lợi ích trong hiện tại là không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh. À, đó nói về thân nghiệp. Rồi lợi ích của khẩu là cái gì? À, không nói dối, không nói lời đâm tật vô ích, không có nói lời coi như không dữ ha. À, thì khẩu nghiệp là không tạo nên cái vấn đề đó. Và ý nghiệp là không tham lam, không sân hận, không nghĩ bậy. À, tức là thân khẩu ý của chúng ta thực hành trong thiền hạnh. Mà thực hành trong thiền hạnh thì nó đem lại lợi ích hiện tại là không gông cùng tù tội ha, không tạo nên những ác nghiệp, nhất là ác trọng nghiệp là ngũ nghịch đại tội, không vi phạm ha. Rồi cái giới sát sanh trộm cướp hành nói dối uống rượu vân vân không vi phạm ha. Nếu mà không vi phạm như vậy thì cuộc sống của chúng ta được an vui. Mà ngũ giới bất kỳ thì nhân thiên lộ, chính chúng ta giữ được cái giới, con đường tương lai của chúng ta sẽ được sanh về nhàn cảnh hoặc là luân lưu trong hai cảnh trời người à, như vậy là đó là những bậc thiện tri thức. Còn thiện trí ngủ quá thì ngủ quên là chúng ta làm bậy. Còn chúng ta thiện trí mà thức á, thì chúng ta luôn luôn ghi nhớ và biết mình. Chính vì ghi nhớ và biết mình chúng ta không tạo nên ác nghiệp à, cho nên gọi là thiện trí thức. Và như vậy thì câu Phật ngôn 256 cho chúng ta một cái ý nghĩa tương đối. Bây giờ ôn lại ha, từ trên xuống dưới cho nó xúc tích một chút ha. Phán xử là đúng bằng cách áp đặt thì không phải là người nắm vững pháp, còn bậc trí là người có thể xác định cả hai trường hợp đúng và không đúng. Rồi xin lặp lại ha. Kẻ phán xử đây là nói mấy ông quan tòa mà mấy ông quan tòa thì ở trong luân của chúng ta nhiều lắm ha. Tức là tham gia thì không tham gia ha, quý vị ngồi im nhưng mà thay lỗi người ta là sẵn sàng phán xử ha. Trong luân của chúng ta quan tòa nhiều lắm. Kẻ phán xử là đúng bằng cách áp đặt thì không phải là người nắm, còn bậc trí là người có thể xác định cả hai trường hợp đúng và không đúng. Rồi bây giờ với cái câu Phật ngôn 256 này thì ngài Giới Đức á, hòa thượng Giới Đức á, phổ này làm quan phải biết công minh, chẳng nên hấp tấp lý tình chẳng phân, cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng, thứ
thức căn rõ ràng. Xin lặp lại ha. Làm quan phải biết công minh, chẳng nên lý tình chẳng phân. Cho hay là bậc trí nhân phải trái thận trọng, thức căn đó là ngài hòa thượng Giới Đức Đạo Phổ Thơ Lục Bát vậy. Còn ngài hòa thượng Minh Châu với cái thể thơ Ngũ Ngôn, người đâu phải pháp trụ, sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Người đâu phải pháp trụ, sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Rồi để ổn định lại cái câu này. Người ấy thiếu công bình sao? Người ấy thiếu công bình vì phân xử vội vã, bậc trí nên xét cả hai trường hợp chánh tà. Cũng sao hòa thượng Minh Châu mà sao tùm lum thế này ha. Thôi bây giờ cái mục đích là cái dụng chứ không phải là cái thể ha, cái dụng. Hay bây giờ coi như lấy câu của sĩ chuyên ha, đưa lên để chúng ta có gì thắc mắc sau khi coi như là xong rồi thì quý vị sẽ có ý kiến ha. Chờ chúc bà con ơi hôm nay khổ đấy ha. Rồi, quý vị thấy một bài học tương đối nè, từ từ đó, như vậy là cả phần Pali cả phần Việt ha, tương đối ổn định chưa. Còn chính lại theo ý của Sĩ Kim nữa, có nghĩa là chữ tê ná thì chỉ bình thường chứ không phải chữ tê tê hoa. Đó là sự yêu cầu của Sĩ Kim. Rồi chờ chút, cái gì cũng vậy, từ cái sai sửa thành cái đúng thì cũng phải có công đoạn ha. Chữ tê rồi thế theo lời yêu cầu. Rồi được chưa Sĩ Kim? Đó tê ná. Rồi còn ai thắc mắc gì không? Người ấy thiếu công bình vì phân xử vội vã, bậc trí nên xét cả hai trường hợp chân đà. Rồi đây, bây giờ chúng ta sau phần bổ sung người ý kiến này người ý kiến kia để rồi câu Phật ngôn này toàn thiện ổn định ha. Rồi bây giờ đưa lên lần này để cho quý vị thấy rằng không thay đổi này nha. Còn có ý kiến gì nữa không? Có chỗ nói rằng người đâu phải pháp trụ, sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai ánh và tà. Nhưng mà cái câu của Sĩ Duyên đưa lên đó, người ấy thiếu công bình vì phân xử vội vã, bậc trí nên xét cả hai trường hợp chánh tà. Hai câu này nghe có lý hơn ha. Rồi áp dụng câu này đi. Bây giờ chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa từ vựng xong, mặc dù hôm nay không được rõ ràng lắm nhưng mà quý vị thông cảm. Vì cái chữ thâm mắt thô pháp trụ ha, tức là cái pháp công bằng, cái pháp đúng, cái pháp mà phải thích nghi với hoàn cảnh, mà muốn thích nghi với hoàn cảnh để tồn tại thì chúng ta cũng phải tùy duyên ha, phải tùy duyên. Ví dụ như hôm nay Sĩ Kim đưa lên câu Bali ha, rồi Sĩ Duyên đưa lên cái phần tiếng Việt ha, rồi có đạo hữu Tâm Hạnh ha tham gia nhắc nhở nữa, cũng tham gia chiến đấu nữa.
Và chúng ta thấy rằng sự sinh hoạt của chúng ta nó nằm trong cái thâm mắt thô, thích nghi với hoàn cảnh, thích nghi với hoàn cảnh. Rồi bây giờ chúng ta đi vào chi tiết ha. Sau khi tìm hiểu ý nghĩa từ vựng xong, cái duyên để mà học à? Rồi, sao thú. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu để rồi giọng đọc của chúng ta ổn định ha. Na tề na hồ tí thầm mắt thồ. Na tề na hồ tí thầm mắt thồ. Quý vị quan hỷ nhìn vào câu số. Với câu số 1 này quý vị thấy có bao nhiêu âm từ? Alo. Có bao nhiêu âm từ? Có nghĩa là câu này thuộc về thể thơ gì? Sĩ kem, sĩ duyên, rồi sĩ tầm em, sĩ nguyên như. Nó có, đây là một thể thơ 8 từ. 8 từ nói là một chuyện, nhưng mà phải xác minh. Chứ nhiều khi chát chát lên vậy, rồi bà con lúc trước cũng chát theo luôn. Chữ na là 1, chữ tê là 2, chữ na là 3, chữ hô là 4, chữ tí là 5, chữ thâm là 6, chữ mắt là 7, và chữ thô là 8. Hô hồ, đúng rồi. Trong 8 âm từ này thì quý vị thấy có nhiều trường âm, có bao nhiêu trường âm? Quý vị làm toán cộng cũng nhanh nhé ha. Có 5 trường âm trong câu đầu tiên. 5 trường âm đó là gì? Đó là chữ T, chữ hô là 2, chữ thâm là 3, chữ mắt là 4 và chữ thô là 5. Sao thú, sao quý vị hay quá vậy? Với 5 trường âm này thì quý vị thấy nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Chát lần thôi, chát hai lần làm rối độ hình. Và nhiều khi người ta bắt chước rồi cũng sai luôn ha. Sĩ Kim nạn gian quá, một lần đủ rồi. Nó nằm trong hai loại trường âm. Vậy thì trong hai loại trường âm đó là gì? Có bao nhiêu trường âm thông thường trong cái câu đầu tiên? Bao nhiêu trường âm thông thường? Alo. Chiếc kim, chiếc tập men, chiếc quý chí na, chiếc quý như. Nói rằng có 3 trường âm thông thường. Coi, kiểm tra ha. T là 1 và thô là 3. Chính xác, 3 trường âm thông thường. Vậy thì câu này có bao nhiêu đoạn âm? Trường âm thông thường có 3. Cũng luôn ha. Chắc không đó. Na là 1, na là 2, 3. Ủa, nay giờ mà cũng đúng ha. Rồi, bao nhiêu trường âm nhấn? Alo. Bao nhiêu trường âm nhấn? Trường âm nhấn chị Duyên và chị Khánh Dung nói rằng có 2 trường âm nhấn. Chị Tâm An nha, chậm quá, chắc là bất chước người ta đi, cho nên coi như là copy, mà copy cũng trễ. Thôi cái câu đầu tiên này mời chị Tâm An phân tích để cho bà con thấy đúng hay là sai. Mà nếu đúng đó là tự lực, còn sai là bất chước người ta nha. Phân tích thử. Alo. Dạ, cái câu này là na tề na hồ ti thầm mắt thô. Chữ ná là đoạn âm, chữ tê là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm, chữ hô trường âm thường, chữ
tí là đoạn âm, chữ thầm là âm nhấn, chữ mát là trường âm nhấn, chữ thô là trường âm thông thường. Dạ, cho con xin hết. Alo, hết thì thôi chứ cho con xin hết hả? Hết mà cũng xa thôi, xa thú như vậy là lực giỏi chứ đâu phải là cốc bí, đâu phải bắt chước người ta đâu. Tại chắc đây hơi chậm chút ha, xin lỗi, ngồi nhận. Như vậy là Sheikh Zaman phân tích rất là chính xác. Na tê na hồ ti thông mắt thô. Câu này có 8 âm từ ha. Trường âm thì có 5 ha. Tê, hồ, thầm, mắt, thô. Âm thì có 5. Nhưng mà 5 trường âm này được chia ra 2 loại trường âm. Trường âm thông thường là hồ, ha, tê, thô. Còn trường âm là chữ thầm, chữ mắt. Rồi. Như vậy là quá chính xác. Như vậy là thiết kế mình cũng giỏi, có dở đâu. Tại chắc lên chậm chậm cho nên hiểu lầm một tí. Thôi xin lỗi nha. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 2. Câu số 2: Về nát thần sa hạ xà na về. Về nát thần sa hạ xà na về. Về nát thần sa hạ xà về. Câu số 2 có bao nhiêu đoạn âm? Câu số 2 có bao nhiêu đoạn âm? Này, hãy hỏi trường âm trước, giờ âm trước. Vậy mà quý vị chỉ xa là 1, H là 2, chỉ ná là 3, đó là 3 đoạn âm. Vậy thì trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Wow, đoạn âm có 3 mà trường âm thông thường cũng có 3 luôn, ghê thiệt. Đó chính là chữ D là 1, chữ Sa là 2 và chữ D là 3, đó 3 trường âm thông thường ha. Rồi, chùm ra rồi. Bây giờ tiếp tục ha. Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Wow, sao mà ta ba nhiều quá nhỉ? Câu này quý vị, nó có 3 loại trường âm ha. Chúng ta mới tìm ra được trường âm thông thường ha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Vậy thì trường âm nhấn có bao nhiêu nè? Trường âm nhấn, quý vị nói có 1 hả? Chắc không đó. Chỉ có mình Sheikh Kim với Sheikh Duyên thôi. Rồi, Sheikh The Man, Sheikh Nguyên Như cũng tiếp tục chiến đấu luôn hả? Nói có 1 hả? Trường âm nhấn có 1 hả? Nhưng mà có nhiều tìm không ra. Đó là chữ nát. Nát là một trường âm nhấn. Trường âm thông thường là chữ dê, chữ sa, chữ dê. Và trường âm nhấn là chữ náp. Vậy thì trường âm thấy chữ gì? Chữ gì trên này? Đây, chữ gì chứ ai hỏi số 1 đâu? Chữ thân. Chữ thân mà Sheikh Kim mà viết ra thành là chữ tham. Người ta có dấu chấm rõ ràng, có nút ruồi đàng hoàng. Đây không có nút ruồi, thành ra tham. Có dấu chấm gọi là thân. Hai chữ cộng lại tức là tham thân trách phận ha. Tham thân trách phận. Rồi, xa thu, xa thu. Chữ thân đó là trường âm nhấn. Quý vị nhớ trường âm đọc theo giọng nguyên âm chứ. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chúng ta thấy khi nào có nút ha, có nút rồi, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đấy, đầy đủ 3 loại trường âm.
Ye na thang saha sa saha sa na ye na. Ye na thang saha sa na ye. Câu này là một câu có đầy đủ ba loại khác với câu số. Câu này có ba. Như vậy thì sau khi phân tích, chúng ta thấy rằng câu số 1 và câu số 2 khác nhau. Tức là câu số 1 thì chỉ hai loại trường âm, câu số 2 là ba loại trường âm. Và quý vị có thắc mắc gì trong hai câu này? Quý vị ta nha, học và phải hỏi à. Không hỏi rồi cái gì rồi sau này không có tiến bộ, tức là thắc mắc đâu hỏi đó, như vậy là không có ý kiến. Vậy thì hai câu này bổ sung cho nhau có ý nghĩa na tề na hồ ti thầm mắt thồ về na thần sa ha sa na về na tề na hồ ti mắt thồ về na sa ha sa na về. Rồi có rắc rối gì trong hai câu này không? Không thắc mắc thì qua câu số 3. Vô cha ấp thần anh thành cha, vô cha ấp thần anh thành cha, vô cha thần anh thành cha. Câu số 3, câu này sao mà nghe kỳ kỳ phải không? Rồi bây giờ hãy chú tâm nhiều âm từ nó nằm trong câu số 3. Bao nhiêu nó nằm trong câu số 3 này. Như vậy là câu số 1, câu số 2 cũng 8. Cái thể thơ nó là 8 chữ. 8 chữ. Vô là 1, này cha là 2, ấp là 3, thân là 4, á là 5, lát là 6, thanh là 7. Và cha là trong 8 âm từ này có bao nhiêu âm. Sĩ Kim là người đầu tiên mạnh dạn nói rằng có năm, mà Sĩ Hạnh Dung cũng tham gia luôn, Sĩ Tịnh An cũng bất chước ha. Kinh lễ được Đức Pháp Trang lâu ngày để Đức Pháp Trang không đến với ha. Ăn Tết lớn quá cô sinh hoạt lại rồi. Hôm nay học câu Phật ngôn này để Đức Phật Trang ơi, để Đức tham gia chiến đấu để đạo tràng. Câu số 3 hỏi rằng có bao nhiêu trường âm. Câu số 3 thì Sĩ Kim, Sĩ Tịnh Mên, Sĩ Hạnh Dung nói rằng có 5 trường âm, đó chính là vô là 1, chữ ấp là 2, chữ thân là 3, chữ nắp là 4 và chữ thanh là 5. Chính xác. Trong 5 trường âm trong câu số 3 ha. Vậy thì trường âm thông thường có được bao nhiêu trong câu số 3 này? Trường thông thường có được bao nhiêu? Kiềm chi duyên nó có 1, còn bao nhiêu thì không thấy ha. Còn những vị khác thì làm quan tòa ngồi coi thôi. Đúng thì vỗ tay, còn sai thì hãy đợi đấy. Sĩ Quân Như sợ quá trả lời số 1. Sĩ Trà Mang cũng vậy. Bởi trường âm thông thường nó nằm chỗ chữ vô kìa, chữ đầu tiên á, chỉ có 1 thôi. Vô là thông thường, chính xác. Bao nhiêu trường âm nhiều chứng và wow. Dữ vậy hả? Chị Kim, chị Duyên, chị Tâm, chị Cảnh Vô mà ba trường âm nhắn, chị Nguyên Như nữa hả? Ba trường âm nhắn đó chính là chị áp nè, chị nát
nè, chữ thanh chính xác ba trường âm nhân. Quý vị đã tìm trường âm thông thường xong mà trường âm nhấn xong ha, rồi còn gì nữa? À, như vậy thì trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? À, chị Kim lẹ quá ha. Rồi, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý vị cứ thấy cái chỗ nào có một rồi thì đó là đó chính là chữ thân. Chữ thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy thì rằng câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Và chính xác có ba loại trường âm. Mà ba loại trường âm mà sao mà Sích Hạnh Dung chát lên chậm quá vậy, chắc bắt trước người ta quá. Thôi mời Sích Hạnh Dung phân tích câu số 3 này có phải là ba loại trường âm hay không. Ừ. Thế còn nghi ngờ sao mà chát lên chậm chạp thế này, chắc bắt trước quá ha. À, alo Sích Hạnh Dung ơi, phân tích dùm câu số 3. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang, Chí Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn Sích Duyên, Sích Đờ Men cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phép được phân tích câu số 3. Vô chá át thằng án át thành chá. Vô chánh ách thần anh ách thành chá. Vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ách là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm. Và trong câu này có trường âm thông thường là chữ vô, và trường âm nhấn là chữ át, nát và chữ thanh, và trường và đoạn âm là chữ chá. Chữ giờ con đã phân tích xong rồi, và nếu có sai xin sư sửa, và con kính dâng mít lại cho sư. Sở thủ Sích Hạnh Dung, Sích Hạnh Dung phân tích như vậy thì Sích Kim, Sích Duyên và Sích Trần Anh Tăng Hoa, còn những người khác vỗ tay ha. Còn những người khác ở trong room thì thấy Sích Hạnh Dung phân tích chính xác vỗ tay ấy, làm Phật Tràng quán hùng bỏ chạy hết trơn ha, vỗ tay lớn quá. Ê, sao mà Sích Nguyên Nhân đi cho ăn nho không? Ăn để cho người ta học chứ mà học. Ủa, còn cái gì đây nữa? À, hay hiểu nổi. Sa tu chỉ cần phân tích rất là chuẩn, không có ý kiến gì. Làm đại đức Pháp Trang chạy ra lấy trớn để chạy vô rồi thế nữa. Bây giờ chúng ta đến câu Upo Nichay Dito. Upo Nichay Yapan Dito. Câu số 4 là câu cuối cùng. Với câu số 4 này, quý vị thấy có bao nhiêu trường âm này? Câu này có bao nhiêu trường âm? Sư Ca Kim là người đầu tiên. Để rồi Sister Man nói thay ta thì vừa ủng hộ cũng chắc lên số 5 luôn. Sư Ca, ủa, Sư Ca, Sư Duyên tham gia, thấy người ta hai người đã nói số 5 thì mình cũng phải bắt chước nói số 5 luôn. Rồi câu này có bao nhiêu trường âm thì quý vị nói là có 5 trường âm. Ồ, chứ coi như cũng vậy hả? Chắc có lẽ đúng hay sao mà ai cũng nói số 5 hết trơn.
Upo nicchaya bandito, chữ po là một trường âm, chữ nick là một trường âm, chữ chay là một trường âm thứ ba, chữ ban là trường âm thứ tư và chữ tô là trường âm thứ năm. Chính xác. Trong năm trường này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Trường âm này thì nó nằm trong bao nhiêu loại? Quý vị, hai loại trường âm xích kim và xích duyên nói là trong hai loại trường âm. Năm đá hai là sao? Năm đá hai cùng ba cái gì ha? Năm trừ trừ hai. Xích Hạnh Dung không hiểu chỗ này nghe. Trong năm loại trường âm thì hỏi rằng nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm, thì quý vị nó có hai loại trường âm đó thì trường âm nhấn có được bao nhiêu? Âm nhấn có được, chị Kim nói là có ba trường âm nhấn trong câu số 4, đúng không bà con? Chị Nhung cũng khẳng định. Quý vị nói rằng câu số 3 trường âm nhấn ha. Rồi, âm nhấn đó là chữ nick là 1, chữ là 2, chữ ban là 3, chính xác. Rồi, bây giờ loại trường âm thứ hai chúng ta tìm. Vậy thì trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Có được bao nhiêu? Đưa số 0 lên quên. Mà tới hai cái hụt diệt luôn. Chị Kim nó không có thì trường âm nhấn là có ba rồi. Bây giờ hỏi trường âm đọc theo giọng nguyên âm có bao nhiêu, đưa lên một lần hai cái hộp dịch luôn, làm bà con quá. Chỉ có chiếc Hành Dung là chiếc Duyên là tham gia, còn phe ta sao mà thấy sợ quá không dám lên nè hả? Chiếc Cầm Anh đấy, hai cái mục việc là sợ rồi. Chiếc Nguyễn Như cũng nói không luôn. Rồi, xong ngay. Như vậy là câu này không có trường âm nhấn. Bởi vì quý vị nhìn vô trong đó không có cái nút ruồi ha. Không có nút ruồi với chữ M. Vậy thì không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và trường âm thông thường thì có bao nhiêu? Alo. Trường âm có hai hả? Chỉ có mình chiếc kim. Rồi bây giờ chiếc tầm mẹ chắc ăn rồi mới chắc lên số 2 hả? Chiếc Christina cũng nói có hai. Chắc là bất chước quá. Thôi mời xích duyên. Câu số 4 phân tích làm sao cho bà con nghe mà hợp ý thì người ta tặng hoa, còn không hợp ý, không đúng thì người ta vỗ tay. Rồi mời xích duyên câu số 4. Rồi xà thủ xà thủ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Gia. Dạ, con xin đảnh lễ chư tôn đức, con xin kính lễ sự trí đức, con xin chào Trang. Dạ, coi, U là đoạn âm, Hô là trường âm thông thường, Nick là trường âm nhấn, Chê là trường âm nhấn, Giá là đoạn âm, Bành là trường âm nhấn, Tiếp là đó tô là trường âm thông thường. Dạ, hết rồi. Dạ, con có sai xin sửa sửa. Dạ, con xin xuống đi. Alo, chỉ có Sister Man và Sister Kim tặng bông tặng hoa, còn bao nhiêu vỗ tay? Sister Hạnh Dung nữa chứ. Rồi, còn bao nhiêu vỗ tay? Mà nghe ho vậy thấy người ta sợ. Bởi vì bây giờ cái
cái dịch bệnh mà corona nè, bởi ai mà ho là người ta sợ, ta không dám tặng hoa đâu, mà vỗ tay thôi ha. Đây mặc dù phân tích đúng. Lạnh ha, ho ra bia là sao? À, chị Trang Như nó ho ra bia là sao đây không biết nữa. Thôi cái này ấn ngữ khó hiểu quá. Người ta lạnh, người ta ho, mà coi như cũng nói là ho ra bia. À, corona hả? À, rồi. Corona. À, bên bên đó đâu phải là ho ra corona mà Colorado. Rồi, sao? Đúng sao? À, Christina, chính xác. Như vậy thì câu số 3, câu số 4. Bây giờ chúng ta nhìn lại ha. À, vô giá thành á lát thành giá ô phô ní thầy giá bành đi tổ. Hai câu này cho nhau thì em rõ ràng bậc trí nên xét cả hai trường hợp chánh đạt. À, câu số 3, câu số 4 nó có ý nghĩa xúc tích này. Bây giờ tổng kết lại ha, tổng kết lại để cho quý vị thấy rõ. À, câu số 1, à, câu số 1 chỉ có hai loại âm. Rồi câu số 4 cũng chỉ có hai loại trường âm. Câu 1 và câu 4 giống nhau. Câu 3 và câu số 2 đầy đủ ba loại trường âm. À, giống nhau. À, quý vị chú ý ha. Câu 1, câu 4 chỉ có hai loại trường âm. À, câu 3, câu 2 thì đầy đủ ba loại trường. Nhớ ha. Khi chúng ta có một cái sự phân tích như vậy thì chúng ta tự tin. À, chúng ta tự tin. Rồi, bây giờ sự phân tích của quý vị đã xong. Bây giờ ôn lại để khẳng định cái giọng đọc của chúng ta. Phân tích đúng thì sẽ đọc đúng. Bây giờ chúng ta Na tề na hồ ti thầm mắt thồ về na thần sa xà na về dẹp vô cha ác thần anát thần cha u phô ni chày giáp văn na tề na hồ ti thầm mồ về na thần sa hạ xà na về vô cha ác thần anát thần cha u phô ni chày giáp văn đi tổ. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai Na tề na hồ ti thầm mắt thồ về na thần sa hạ xà na về vô cha ác thần anát thần cha u phô ni chày bành đi tô. Đọc lại cách thứ hai Na tề na hồ ti mắt thồ về na thần sa hạ xà na về vô cha ác thần anát thành cha u phô ni chày giá bành đi tù. Người ấy thiếu công bình vì phân xử vội vã, bậc trí nên xét cả hai trường hợp chánh tà. Quý vị chú ý ha, không nên dừng lại câu số 1 mà hãy dừng lại nơi câu số 2. Với hai câu thì chúng tôi chắc chắn rằng cái giọng đọc của quý vị sẽ ổn định, à, không có bị, à, cố gắng ha, đừng có đọc đứt hơi mà nên dừng lại nơi cuối của câu số 2. Rồi từ từ, đến sao nóng quá vậy, rồi phân tích chưa xong mà đã đưa tay rồi, chắc là mì ăn liền hả? Rồi mời Sister Man.
Alo. Alo. Nổi cho con 256. Người ấy thi công bình vì phân sự vội vã, bậc trí nên xét cả hai trường hợp chánh tại. Con xin kính chào sư Chí Đức Giang, các sư nội trợ. Của cô bị vậy, cái nó gớt. Cô nói được tiếng được không nghe vậy? Không tại sao nữa, cô thử. Kính lễ sư Pháp Giang, đúng rồi. Con bắt đầu trời đọc. Điền thiệt. Dạ, con xin bị nghĩ tới cô The Man rớt máy. Nghĩ tới nghĩ luôn tập trung. Dạ con xin thăm hỏi, dạ con xin đọc. Con kinh xin đọc kinh Pháp Cú câu 256 ạ. Dạ xin quý vị có nghe âm thanh không? Trời ơi, nghe ơi, đừng có đưa miệng cười lên. Có nghe là ông hay là người ta không có, hay là không không có nghe giống như Sid The Man vậy. Ồ, dạ nghe rõ rồi, rồi giờ được trời cái chục người. Dạ dạ dạ, thôi vậy đọc nha. Tưởng internet bị trục chặt mình cũng bị luôn đó. Dạ cảm ơn, cảm ơn. Xin đọc á. Xin đọc. Kẻ con xin đọc câu kinh Pháp Cú 256. Na tề na hồ ti tham mắt thồ về nắc thằng sa ha sa na về dồ cha ác thằng ác nắc thành cha u bồ nít chạy giáp thằng đi tồ. Na tề na hồ ti tham mắt thồ về nắc thằng sa ha sa na về dồ ác thằng ác nắc thành cha u bồ nít chạy giáp thằng đi tồ. Na na tề na hồ ti tham mắt thồ về na thằng sa ha sa na về dồ cha thằng ác nát cha u phù nít chạy giáp hằng đi tô kinh mà cứ nhắn nhắn hoài trên trời kinh à, để con đọc lại một lần nữa. Na tề na hồ na tề na hồ ti thầm mắt thồ về na thằng sa ha sa na về dồ cha ác thằng ác nát thành cha u phù nít chạy giáp hằng đi tô. Người đâu phải pháp chủ xử sự thiên chế bạc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Đâu. Con có sai sửa sửa và con xin nhiều máy cho người khác. Alo, xin kiến đọc một lần hai câu ha. Đừng có dừng lại ở dừng ví dụ như hai lần sau đọc á. Na tê na hồ về na thằng xa xa nó về, như vậy thì hai câu này khác lại rồi này. Còn lần cuối cùng á, thì đọc na tề na hồ ti thầm mắt thô về na thằng xa xa nó về rồi vô cha áp thằng đại dừng anh áp thành cha úp hồ nó chạy ra bằng đi cùng như vậy thì nghe nó rồi đẹp. Đọc một lần hai câu
Na te na ho ti tham mat tho ye na thang sa ha sa na ye. Mệt nghỉ ở chỗ này. Rồi vô cha thằng á nát thành cha u phụ nít chày gia bình đi tổ ha. Cố gắng đọc một lần hai câu, đừng có dừng lại nữa. À, rồi bây giờ sư tầm an ổn định ha. Alo. Dạ, cho con đọc và đọc lại một lần nữa cái câu kinh số 256 bài của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người hãy chiếu công bình vì không sự vội vã, bậc nên xét cả hai trường hợp chánh tà. Na tề na hồ ti thầm mắt thù về na thẳng sa ha sa na về dù cha ác thằng anát thầm cha u bồ nít chạy giáp bằng lý tù. Na tề na hồ ti thầm mắt thù về na thằng sa ha sa na về dù cha ác thằng anát thằng cha u bồ nít chạy giáp bằng lý tù. Dạ con xin hết. Nam mô Bố Thầy nhé. Dạ con xin đọc câu số 256 ạ. Na tề na hồ tí thầm mắt thô đề na thằng sa ha sa na dê thằng thằng cháu phô nít chê giá bằng đi bộ. Na tề na hồ tí thầm mắt thô đề na thằng sa ha sa na dê dù cha ách thằng á nắp thằng cháu phô nít chê giá bằng đi tổ. Na tề na hồ tí thầm mắt thô về na thằng sa ha sa na về dù cha ách thành cha u phô nít chề giá bầu. Người ấy thiếu công bình vì phân xử vội vã, bậc trí nên xét cả hai trường hợp chánh tà. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin nhường đích lời cho vị khác ạ. Dạ Nam Mô Bố Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Khai giá. Con lễ ngày Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng kính lễ bao với cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép đọc câu Phật ngôn số 256. Nát tề nát hồ tí tham mắt thù về nát sa ha sa về dù cha ách thằng a nát thành cha u bồ ni chày giá bằng đi tù. Nát tề tham mắt thô ye nát thành sa ha sa na ye yo cha ắt cha u bồ ni chay phan di tô. Nát tề na hồ tí tham mét thô ye nát thành sa ha sa cha ắt thằng a nát thành cha u bồ ni chay ya phan di tô. Con xin phép đọc lại một lần nữa. Nát tề na hồ tí tham mét thô về nát thành sa ha sa na về dù cha ác thần a nát thành cha u bồ ni chạy phần đi tô. Người ấy thiếu công bình vì không sự vội vã, bậc trí nó sẽ cả hai trường hợp chánh tà. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc xong ạ, con xin kính mời người kế tiếp.
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ, xin kính lời Chúa con xin chào đạo tràng và cho con trả bài. Na đề na hồn tu thâm mắt thổ về na thầm sa ha sa na về dù chắc thẳng na thành giác u bồ nít chày giá và đi đồ tí tô giá người đâu phải pháp trụ xử sự quá chuyên chế bậc trí bằng biệt cả hai chánh và tà. Dạ, con xin đọc lại lần nữa. Na tề na hồn tí á thù về na thầm sa ha sa na về dù cha á thần á na thành cha u bồ ni chạy bành tí tù. Dạ, con xin xuống bếp ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhamma, Nam Mô Sanghaya. Con kính lạy sư trước, dạ, con kính lạy sư Pháp Thanh, con kính chào đạo tràng. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được không? Dạ, cảm ơn Hạnh Dung, cảm ơn Christina. Dạ, con xin trả lời câu 16. Dạ. Na te na ho thi tham mát thô, ye na thăng. Về nát thằng xa xa na nề dù chắc thằng á nát thằng cha phu phô nít chê giá bành đi tô na tề na hồ thô về nát thằng xa xa na về dù chắc thằng á nát thằng cha quá dân giá bành đi tô để con đọc lại na tề na hồ thi thầm mắt thô về na tham sa ha sa nề đồ cha thằng á thằng cha vô biết chê gia bình ghi tô người ấy thiếu công bình vì phân sự vội vã bậc trí nên đáp trả hai trường hợp chánh tà. Dạ, con xin đọc lại ngữ Bali một lần nữa. Na tề na hồ ti tham mắt thô về na thằng sa ha sa na nề vô cha thằng anak thằng cha ufo nít chê gia bành đi tô. Dạ, con đã đọc xong, có sai xin ngài sửa lại dùm con ạ. À, niềm từ dân tại đạo tràng, xin mời đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. Nam mô Bố Thà Giá. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ ha? À, chào là tu hôm nay thì được chị tầm an hay hay biết quá ha. À, sau kỳ ha, hay là quan trẻ trẻ bảo ngon á, hiện nay cái tái cầm cái loài bây giờ thả ra nè, coi có nhảy lên cầm với con nữa hay không. À, coi lại cái máy của mình ha, cái tầm an hôm nay quý vị cũng về dùm đọc, nhưng mà ở đây với câu Phật câu này. À, chúng ta không nên vội vã mà quên đi cái vấn đề ghi nhớ và biết mình đang làm cái gì. À, thì bây giờ có phân biệt cái vấn đề đó, truyền âm, đoạn âm, đúng và sai. À, với câu Phật câu này á, thì bây giờ chúng tôi ôn lại rồi đi vào phần kể ha. Hôm nay có mình Thích Kim là dừng lung tung, còn ngoài ra vị nào cũng ổn định.
na te na ho ti tham mắt thô về na thằng sa ha sa na về về cha ác thằng anh hành cha u hồ bị thầy gia bình đi tổ na te na ho ti tham mắt thô về na thằng sa ha sa na về vô cha ác thằng u hồ bị thầy gia bình đi tổ để về cha chúc dạ. Thế tuôn đời giai tỏ tường là năm điều quan tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già thế nào trăm thoát. Alo, 123, 123. Thế tuôn lời dạy tỏ tường cái gì ở đây vậy? Hả? Nghĩa là cái hở ra cái giật mít người ta. Học cái câu Phật ngôn này học chưa xong rồi chạy qua bên năm điều quan tử. Thế thiệt chả đúng á. Bây giờ Phật ngôn này rất là chắc, có nghĩa là bậc trí xét cả hai trường hợp chánh tà, tức là đúng và sai. Đúng là chúng ta đang học câu Phật ngôn này, sai là chúng ta chạy qua năm điều quan tử. À, phải không Thích Tầm An? Tại biết của sư mũ nhóc luôn ha, mũ nhóc gì đó, chủ hàng thấy cũng phân tâm vậy ha. À, trở lại vấn đề. À, hồi nãy đọc theo giọng kinh rồi, bây giờ đọc theo giọng kệ. Quý vị nghe cái giọng kinh trước rồi qua giọng kệ sau ha. Na te na hồ ti thầm mắt hồ về na thằng sa ha sa na về thành phụ ni thầy nhất bằng bí tổ đi thăm mình thu về na thăng xa hà xa na về vô cha thăng a na thăng cha thăng đi tổ na đê na hô đi thăm mật thu về na thăng xa xa na về vô cha thăng na thành thang ô phô ni chay gia ban đi tổ lần na na thế na hô ti tham man thu ye na thang sa ha sa na ye vô cha thăng na thành thang ô phô ni chay gia ban đi tổ vì sự vội vã bậc trí nên xét cả hai trường hợp chánh tà. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Alo, chậm quá thì thỉnh đại đức Pháp Trang. Alo, quý vị ra trước đi, không đại đức Pháp Trang lên là quý vị bỏ chạy hết đó. Đại đức Pháp Trang ơi. Alo, quá. Mà đại đức Pháp Trang bỏ chạy tiêu rồi còn đâu nữa. Rồi, mời Sĩ Thành Dung. Con biết gì con ha, nãy đọc mà không có để ý cái mic nó đập xuống mình làm hay, giờ con xếp để lại ạ. À.
Na te na ho ti tham mat po ye na han sa ha sa na ye yo cha a tham a na tham cha u po ni chay ya pan di to. Na te ti tham mat po ye na han sa ha sa na ye yo cha a tham a na tham cha u po ni chay ya pan di to. Na te na ho ti tham mat po ne thân sa ha sa na ye yo cha atang anathan cha ubo ni chay ya pandito. Dạ con đã kể xong ạ, con xin kính mời người kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư trí đức, kính đảnh lễ chư đức trong đạo tràng. Và con xin kệ câu pháp cú số 256. Dạ con lo biết âm thanh đỏ. Na te na ho ti tham man tho ye na tham sa ha sa na ne yo cha ak tham anak tham cha Ufo nite yabandito. Na te na ho ti tammato ye na tam sahasana ne. Yo cha akthang anathang cha ufo nite yabandito. Người phân sự vội vã, bậc trí nên xét cả hai trường hợp chánh tà. Đó là bản dịch chữ ngữ dạ niềm từ đặt kệ xong niềm từ mời đọc kinh kệ tiếp để cho room cùng nghe. Dạ Christina mời Sister Mẹ lên kệ. Dạ niềm từ xin nhường bích lại nhé. Mời Nguyên Như. Dạ Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Sang Kha Giá. Dạ xin niệm từ có giọng kệ ngọt như núi lùa luôn, sa thú sa thú sa thú, nghe rất là thích ạ. À, dạ Nguyên Như xin kệ lại câu pháp cú số 256. Nát tỳ ná hồ nát thồ về nát tằng sa ha sa ná về dù cha á thằng á nát thành cha u phồ về gia bằng bí phồ ná hồ tứ thầm nát hồ về nắp thằng sa ha sa na về dù cha ấp thằng ấp nắp thằng cha u phô nước trẻ giá bằng biết tổ phát tề na hồ tí thầm nắp thồ về nắp thằng sa ha sa na về dù cha ấp thằng ấp nắp thằng cha u phô nước trẻ giá bằng biết tổ nhà tề na hồ tí thầm nắp thồ về nắp thằng sa ha sa na về Yo cha atang anatan cha ufo niche ya bandito na te na ho ti thamat tho ye thang sa sa na ye do cha thang thang cha ufo niche ya bandito Na te na ho ti tham mat po ye na than sa ha sa na ye yo cha thang a na than cha o pho nin che ya ban di to. Dạ con xin nhường mic lại cho đạo tràng.
Dạ, dạ trời ơi, chị nào kể cũng hay hết, Hoàng Nhung kể cũng hay, còn nhiều chị niệm từ kể cũng hay, Diệp như kể cũng hay, chắc kể nổi, nhưng được quá thở ha. Na te na ho ti ta ma tho yen tham sa ha ye yo cha a tham a na kham cha yu po ni che ya pan di to na te na ma tho ye ha sa na se ye yo cha a tham a na kham cha yu po ni che ya pan di to kể sự việc lô áp đặt thế không có âm minh còn bậc sáng suốt là người có thể xác định cả hai sự việc đúng và không đúng. Và cái câu này cũng hay, con tìm được trên online, con cũng sẽ với đạo trang là con biết ạ. Nghe có thành tôi đến sáng tạo của hôm nay sau là cũng giỏi hết trơn. Xe Bích lên kể là thích Thành Dung, thích niệm từ, tầm em, thích Minh Đức, những là thích Nguyên tạo quan trọng qua quá trời. Sau này chắc là thích Duyên kể hay lắm ha. Vậy mà ra nhà nó không có kể. Lên là người ta tác hết. Quý vị ngại đó. Tôi đi khó không có người ngăn xong cách nối mà có lòng người ngăn nối ai xong. Quý vị làm được hết á. Nhưng mà tại mất cỡ làm sao chứ. Ngồi im ru nên làm sao mà giỏi được à, quý vị cứ người ta làm được mình làm được à, chả có gì khó cả à, cái câu Phật ngôn 256 này với 257 duyên sự cho nên hôm nay nói lên kiểu pháp tụ à, pháp trụ pháp tụ cái chữ thâm mắt thù, chữ thâm mắt thù, cái ý nghĩa của từ này tức là chúng ta phải sống để thích nghi với hoàn cảnh, giữ pháp thâm mắt phù ha. Cái hoàn cảnh cái là những cái gì nó xảy ra trong hiện thực thì chúng ta cũng phải an trú vào trong đó, chúng ta phải thích nghi. Nhưng mà cái thích nghi đó cũng tùy theo bản tánh của người đó, cái tâm ở hướng hướng thiện thì họ làm những cái điều tốt đẹp, mà người ta hướng về những cái duyên nghiệp của mọi người. Do cái nhân trong quá khứ để rồi bây giờ tới quả này. Ví dụ như hôm nay dùng cái chữ từ pháp trụ này để quý vị thấy nó rõ. Ví dụ như xin niệm từ ngày chủ nhật vừa qua xin ai ngủ công hôm nay nhắc nhở, hôm nay khích lệ, hôm nay dựa dây. Nhưng mà xin cái niệm từ lần đầu tiên chúng tôi thấy được ngạc thì thấy xích niệm từ coi như là thấy đạo tràng coi như là thiếu vắng nè, rồi không có người coi như để mà cầm bí cô xung phong xung lên thì giả thành công thì thích nghi với hoàng như vậy gọi là pháp trụ trong thiện, chứ không phải là pháp trụ của xích niệm từ là cái từ quanh bí cô lợi trong hiện tại super. Nhưng mà rồi hôm nay thì sao? Hôm nay thì xin niệm từ lại phân tâm đọc thì rất hay, về dòng kinh, về dòng kệ rất là hay. Nhưng mà khi mà chào hỏi qua chào hỏi đạo tràng thì để Đức Pháp Trang hiện diện trong đạo tràng lại chào để Đức Pháp Thanh như vậy là cái pháp đó là tâm của chúng ta bị phân tán, bị phân tâm mà chào để Đức Pháp Thanh trong khi ngài đưa tới mà đại đức Pháp Trang đó không chịu chào chào đại đức Pháp Thanh như vậy thì pháp trụ chúng ta nghi vô hiện thực để rồi chúng ta sống thực với nó thì cái chữ thâm mắt thù có rất nhiều lối dịch thấy của ngài Hòa Thượng Châu cũng mang tiếng là của ngài Hòa Thượng Minh Châu, nhưng mà dịch là người ấy thiếu mình thay vì cũng là một cái câu đó mà người đâu phải pháp trụ. Câu thứ hai, vì phân xử vội vã, xử trình quả chuyên chế. Rồi câu số ba, Phật ý nên xét cả, Phật ý cần phân biệt. Rồi câu số bốn, hai trường hợp chánh tà. Thì ở đây cả hai
chánh và tà. À, chúng ta thấy tam sao bổ. À, chính vậy chúng ta phải căn cứ vào Pali. À, căn cứ vào Pali cái chữ tham mắt thô pháp lu, tức là những cái điều mắt thấy tai nghe trước mắt chúng ta phải thích nghi. Nhưng mà thích nghi là thiện pháp hay là ác pháp? À, cái này do cá tính của mỗi người. À, cái này vì phong sứ quá hoặc là vật trí cần phân biệt. À, hoặc là vật trí nên xét cả thì ở đây vật trí cần phân biệt cả hai chính và tà. À, thì pháp thiện và pháp ác luôn luôn xuất hiện trước của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải thích nghi. Ở đây từ băng địa tô, tức là người thấy được lợi ích trong hiện tại, thấy được lợi ích trong và lợi ích cao quý nhất, thì cái từ băng địa tô hướng về thiện pháp nhiều hơn. À, hướng về thiện pháp nhiều hơn thì chúng ta cũng phải ghi nhớ và biết mình. À, với những cái điều xảy ra xung quanh, à, với những cái pháp nào phát sinh trước mắt của chúng ta để chúng ta thích nghi. Chứ hôm nay thì Sister Man ha, giúp biết ta nhiều quá. Nếu mà chúng tôi cho anh về thì chắc là đạo tràng này nói là loạn lên luôn. À, rồi bây giờ quý vị thấy là chúng tôi thả ra này, không cho anh về này, để coi Sister Man có làm chủ được mình hay không. Hay là chúng tôi vừa xuống mic là chạy lên chục mic ngày. À, em mà nói rằng cái chúng tôi cầm mic, mic của chúng tôi mú nhiều lắm. À, cái điều này không phải. Thôi thì thích nghi với chữ thăm mắt thô. Khi nãy Sĩ Kim vì suy nghĩ mong luôn thế nào đó gặp không được ổn, tức là chúng ta đã nói rằng thăm mắt thô là chúng ta phải thích nghi hoàn cảnh, đọc một lần hai, không được dừng lại cứ chỗ nào mà hãy dừng lại câu số 2. Nhưng mà Sĩ Kim thì dừng lại chỉ thăm mắt thô, dừng lại chỉ ác thân, cái điều này không phải là thô, không phải là pháp thô, không phải là Phật chủ. Và bây giờ để xứng đáng là Bà Ni Tục, là một bậc thiện thức, thì Sĩ Kiệm hãy thử lại mình thiện trí thức hay là thiện trí ngủ. Rồi mở bàn tay của Sĩ Kiệm. À, như vậy là thiện trí ngủ rồi. Dạ, con xin kính chào sư Trí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý Phật tử. Thì tại cổ cũng làm cầm mic đó, rồi cầm đất lên đất xuống, thì cũng giật con mắc cười, con cười. Là con có mấy cái câu hỏi đó thì con nó còn đoạn vậy thôi. Dạ, xin cảm ơn. Cô comment 45, cô coi lại cái mấy của cô á. Nó tự nó giật mic hồi nãy, sư đâu có đấy, sư tôi lên thì tôi thấy cô cầm mic thì tôi nói cho cô vậy thôi. Nhớ lại hồi nãy tự nhiên cô thâu cái bài mà nằm đi quán tưởng đó, cũng vô đó cũng mắc cười lắm, nói chục kỹ thuật đó, cô coi lại đi ha. Không, nhiều khi cái máy lúc mà cô hình như là cô lúc mà cô trả máy cô phải bấm theo thứ tự là dùng được cái máy đó, lại stop talking ở chỗ đó đó rồi mới bấm cái mic vô, phải hai cái mức nó giống vậy. Giống như lần trước tôi không biết tôi làm biến, tôi bấm vô chỗ clip cái nút stop talking rồi đó. Cái này còn tiếng Việt Nam đó là nói đó, thì tiếng Việt Nam vậy đó, thì cô phải bấm hai lần rồi cái bấm cái chỗ cái này dùng để nói chỗ mà cái mic mà đó, rồi tới bấm cái mic mà màu xanh nó đỏ thì cô mới tả mic được. Còn tôi nghĩ là như vậy đó. Một hồi tôi đọc xong đó thì cô thử lại mic đi ha, rồi cô lúc mà cô bỏ cái mic đó cô làm theo hai step thì có thể nó được á. Tôi cũng bận lần trước vậy, tại vì lúc mà nó up đây đó, nó biết kỹ giống vậy đó, cô thử lại đi ha. À, cô bị sư đó, cho cô lấy mic lại, cô lấy kêu là cho anh đè đó là mấy lần rồi đó. Dạ con xin phép, con nói nhiều quá, con đọc bài này con đọc cho sư thấy à. Dạ tự do quý vị có nghe tôi nói không vậy? Chỉ có men thôi nghe rõ, chỉ có nghe rõ không sư? Dạ cảm ơn, cảm ơn. Không được dừng lại câu số 2, không được dừng lại được rồi, con đọc kinh pháp cú câu 256.
Na tê na hồ tí tham mắc thô, dê na thằng sa ha sa na dê vô giác thằng ác nát thằng sâu phô nít chạy đá thằng tô. Na tê na hồ tí tham mắc thô, dê na thằng sa ha na dê vô giác ác thằng ác nát thằng sâu phô sa ha sa na dê vô giác ác thằng ác thằng sâu phô nít chạy đá thằng tô. Đọc nó kỳ kỳ, nó nhanh quá, đọc lại từ từ đi. Na tê na hồ tí tham mắc thô, dê na thằng sa ha sa na dê vô giác ác thằng sâu phô nít chạy đá thằng tô. Na tề na hồ tí thầm mắt thô nát thằng sa ha sa na về vô cha ác thằng nát thành ta u bồ nít chày gia thằng đi tô. Đâu phải pháp chủ xử sự quá chiên chế bậc chí cần phân biệt cả hai chánh và tà, đó bản dịch của Thích Minh Châu. Dạ con có sai xin sư sửa nữa, con xin trả máy rồi. À ô si kem có hai con đẹp nha. À, ở đây trong tục ngôn này có cái từ văn đi tô à, thiền trí thức. Quý vị thức đã đành rồi, còn ở Việt Nam thì giờ này á nó hơi khuya người ta ngủ hết à, Việt Nam thì thiền trí ngủ nhưng mà quý vị là thiền trí thức. Nhưng mà thức là không thấy à, để Đức Pháp Trang đã đi ra ngoài rồi mà bây giờ cái chào trong ngày Pháp Thanh á, đó là một điều. Hai, chúng tôi nói dừng lại câu số 2 nhưng mà Sức lại nói không được dừng ở câu số 2. Tại sao vậy? Na tê na hồ tí thầm mắt hồ về na thằng sa ha về à, nên dừng là câu số 2. Bởi vì chúng ta đọc thêm hai câu chứ không phải là thầm hồ là dừng. Dừng từ câu 1 thì nó đứt đoạn, mà dừng một, à, một lần chúng ta đọc hai câu thì nó xúc tích à, nó có ý nghĩa à, thì nói rằng bây giờ hơi dài quá thì đọc nguyên một lèo, còn hơi mà chúng ta ổn định mà muốn cho nó nghe có hoài lực thì chúng ta nên dừng nơi câu số 2. Tề na hồ tí thầm mắt hồ về na thằng sa ha sa na về đồ cha a thằng a na thành chậu hồ ni chay giáp bằng bí tổ. Nhớ ha. Na tề na hồ tí thầm mắt hồ về na thằng sa ha sa na về. Nghĩ ra chứ không phải nghe là tới đây nghĩ cái là giải thoát qua kia luôn. Rồi khi nào chúng ta nghĩ thở phẳng và khi đó chúng ta đọc vô cha át thằng á nát thành cha u phù nít thầy giáp bành đi tổ, được không? Làm lại. Dạ con xin sám hối sư Pháp Thành. Hồi nãy có cái chữ Pháp Thành Pháp Giang gì rồi sư nói sư lấy đi ra rồi mà sư lấy đi ra rồi con tưởng đi ra rồi rồi sư Pháp Pháp Thành ra sư Pháp 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 Thành lại thôi, không còn lại cái list để con chào luôn vậy thôi. Con nói lộn, thay vì không được ngừng lại câu số 2, không được ngừng lại câu số 3 thì đúng hơn. Không được ngừng giữa câu mà con nói lộn với sư. Bây giờ con già rồi, con lẳng rồi sư ơi. Con nói một đường mà con nghĩ một đường, con nói ngẽ với sư. Con chắc sắp lấy con mong chi sống rồi sư. Thôi để con đọc lại. Rồi bây giờ con chào lại, để con coi lại cho đàn bạn. Sư Pháp Thành, và con xin kính lễ sư Trí Đức và sư Pháp Thành. Thanh bình, thanh cao, thanh trang, chứ không phải là trang đài. Và con xin sám hối, và con xin đọc lại. Nắp đề nắp về nắp thầm xa về vô ác thằng ác nắp thành giá u phô nít chày giá thằng tổ. Nắp đề nắp hồ ý thầm mắt thồ về nắp thằng xa hát xa về vô giá ác thằng ác nắp thành giá u phô nít chày giá thằng đi tổ. Người đâu phải pháp chủ xử sự quá chi chế bậc chí cần phân biệt cả hai chánh và tà. Đó là bản dịch của Hoàng Minh Châu. Dạ con có xin lời xin sửa. Thâm mắt hồ. Ủa ai mình đấy nữa. Thâm mắt hồ. Thâm thô. Thâm mắt thô đúng rồi. Ờ, nó tề nó hồ tí thâm mắt thô. Về nó thầm xa xa nó về. Nó tề nó thầm mắt thô. Về nó thầm xa xa nó về. Vô cho ác thần ác nó thầm đã ú phô. Chạy giáo tí tô. Dạ dạ đúng rồi, con hỏi tôi chưa đọc sai chữ thăm mắt thô. Thăm mắt thô nó cũng là trường âm thì ngừng lại một chút không sao, chứ ngừng lâu không được. Dạ con có sửa chữ sửa con trả máy lại à. Thăm mắt thô kìa này, thăm mắt thô.
Wow, lại là giật mình nữa rồi. Ngon ha. À, này không phải là thích ông ha. À, chồng anh trời ơi, trời gì không biết nữa. Trời kỳ cục vậy. Nãy xin nói rồi, coi là máy móc đi. À, chắc là trục trặc cái chỗ đó. Cho nên cứ đi mít người ta hoài. Làm người ta sinh hoạt người ta lại. À, đâu có cầm ha. À, chỉ giật mít thôi chứ đồng. Đây là năm cái điều cần suy tư trong cuộc sống, đó là Thế Tôn lời dạy tổ tường, năm điều quán tưởng thường tiết ra. À, cái suy nghĩ và cái đó vẫn qua trong cái ở đây pháp trụ, tức là chúng ta phải thấy những cái gì trước mắt của chúng ta, cái nào là thiện, cái nào là ác, chánh tà chúng ta phải phân biệt. À, và chúng ta phải xử sự làm sao để xứng đáng là một bậc thiện tri thức, là chữ ba vị tô ký. Rồi hãy nói về cái dịch mà corona ha, để ở miền Bắc, ở xứ lạnh, tức là khoảng 25 độ thì thành cái dịch đó. Còn mà ở trong miền Nam này á, cho nên corona đã xuất hiện năm thì ít, có hai bệnh nhân đã đưa vô bệnh viện cho đấy và đã giải quyết cái đẹp, tức là hết bệnh. Thì chứng tỏ dịch này chỉ xuất hiện từ Khánh Hòa đi ra bên ngoài, chứ còn miền Nam thì khí hậu nó nóng hơn, tương đối ổn định. Cho nên quý vị đừng có đi theo Hồi giáo làm việc mặt mũi, thấy nhiều khi bà con ra đường xe đụng cái râm, dỡ cái khẩu trang ra buộc tay ta rồi sầu thế. Mọi người có cái bộ mặt để nhìn thấy coi như biết rằng đẹp xấu, biết là người lạ người quen, chơi trùng kín luôn. Thấy giống Hồi giáo quá. Nhiều khi vô chùa chúng ta thấy không có cái thành phần khủng bố nào, cũng ngại ngại không dám ra tiếp nữa. Quý vị đầu bây giờ thắt được cái dịch corona này đi thì một sau cũng chết. Người đều có duyên nghiệp riêng, thì sinh lão bệnh tử đó là chuyện thường. Sao chúng ta phải sợ sệt làm cái gì? Ở ngoài kia khí hậu lạnh, ở trong Nam thì khí hậu nó nóng. Thì ở trong Nam này nghĩa là cái dịch đó chúng ta thấy an toàn hơn, bởi vì tức ở cái xứ nóng thì dịch corona không có, và ở cái xứ khí hậu lạnh thì mình thấy tràn lan. Cho nên chúng ta phải thích nghi và đừng có nên quan trọng hóa quá, bởi vì khi mà chúng ta quan trọng hóa một vấn đề thì tâm lý của chúng ta còn có phóng tâm và những cái chuyện trước mắt chúng ta cứ ngại cứ sợ. Nhưng trong Đại Đức Quan Trang là Đại Đức Pháp Trang, tại sao Ngài Pháp Thanh, rồi chính Ngài Pháp Thanh ở đây không nào đi chào Đại Đức Pháp Trang, làm mà Ngài Pháp Thanh cũng tự ái cũng phải ra ngoài luôn. Một cái câu chào của vị làm cho cái người ta cũng buồn. Thì nghe xét án, tức là chúng ta cũng phải như suy nghĩ sao, phải trái thế nào đúng địa chỉ, thì cái đó tốt đẹp. Vô trong đội tràng quý vị coi như đến để gì, đến để cầm cái micro lên để sinh hoạt, để có sự lợi ích, sự tấn hóa, sự bình an về nội tâm mình. Bởi vì chúng ta học, chúng ta hỏi, rồi chúng ta hiểu, rồi chúng ta nhớ, khi đó chúng ta mới thực hành đúng. Cũng như câu này, nếu quý vị không học thì làm sao biết được trường âm, rồi trong trường âm có lợi trường âm nào. Rồi quý vị đọc lên đúng thì quý vị cảm thấy rằng có nghĩ là nhìn vào những văn bản quý vị đọc được cái nhân khoái mình tự tin. Rồi khi nhập vào một hội chúng nào đó, chùa Thái, chùa Miên, chùa Lào, chùa Sri Lanka vân vân, quý vị mà vào trong những cái hội chúng như vậy rồi người ta đọc lý, quý vị cũng đọc được, tự nhiên cảm thấy hạnh phúc. Cho nên khi quý vị đến với đạo tràng, đây là một mà của nhà để rồi đó là những phương lương diệu dược làm cho tâm linh của chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, làm cho chúng ta cảm thấy an vui, chúng ta an trú vào trong những lời dạy của Đức Phật, pháp hữu lời dạy của Đức Phật, để rồi chúng ta cũng nhẹ nhàng cảm thấy rằng tạo được cái pháp sống của chúng ta sẽ đi lên. Như Đức Phật đã dạy chúng ta tám cái pháp mà đạt đến tinh quả, đó là tam quy, đó là ngũ giới, rất thông thường.
người mà có niềm tin Phật, có niềm tin này, giáo pháp Di Tam, thì chính cái niềm tin này là hạt giống để rồi chúng ta học trì về chính cái thế giới này là căn bản để luôn lưu trong cõi trời và cõi người. Nhờ sự an lạc đó mà chúng ta có đủ thời gian để đi vào sâu hơn trong thất giác chi, trong bát chánh đạo, trong tinh cần, ngũ căn, ngũ lực, và chúng ta đạt được thành quả. Thì như vậy tám cái căn bản là quy Phật, quy pháp, quy tăng là ba ha. Rồi không sát sanh, không trộm cướp, không đại tâm, không dối, không muốn tưởng là năm nữa là tám. Những cái điều rất là mà nhiều khi chúng ta thường để rồi chúng ta phải phiền não khổ đau và chúng ta phải sanh tử luân hồi. Cho nên ở đây có cái từ văn đi tô, tức là chúng ta phải xét lại mình là một người chết để thấy được cái lợi ích của hiện tại. Chúng ta an vui và sự an vui trong hiện tại này nó sẽ kéo dài đến tương lai, và sự an vui trong tương lai đó sẽ là cái nhân, sẽ là cái quả mà chúng ta đạt được nhân chẳng thiên sẽ an và thánh an. Và của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Câu Phật ngôn 257 sẽ nói lên duy sự luôn, bởi vì hai câu Phật ngôn cùng một duy sự. Mong quý vị hoan hỷ ha. Với phương trình học hỏi những lời dạy để chúng tôi sống được các chi thiên qua tôi làm để tự thành quả rồi hội chuyển sanh đi toàn giác độc giác và thi văn tính chúng hồ thì đến tăng ni và thiện nam tín nữ.